Nhân lớp còn thành có lớp cũng chỉ nhân 53 tuổi. Cái này thì thích tốt, cái này là chú ăn nhai tốt rồi. Mốt chú làm cái làm thêm cái hầm dưới nữa là đủ mấy cái năng trong là chú ăn nhai tốt. Chú cắn lại thì chú ăn nhai từ từ nó quen rồi, chú ăn nhai là phải mềm trước, thường 10 ngày nửa tháng là quen. Rồi chú gỡ ra trà rửa ngâm nước cho nó sạch, rồi ban ngày chú đeo vô lại. Rửa sơ, ngâm nước.